À. Cụ Lý cứ hay đùa. Đây là chữ dù gì là con dù gì. Để cẩn thận, con đã phải xin với thổ công khấn đải đến 3 lần. Các ngài đều cho cả. Đồ ơi. Dạ. Tao hỏi mày, mày có biết chữ không? Cụ Lý hôm nay vui thế. Con mà không biết chữ, con lại tự dám nhận mình là thầy đồ rồi dạy chữ cho bọn trẻ con trong làng à? Trời ơi, thầy đồ ơi là thầy đồ. Chữ này nó là chữ kê. Thầy suy thế nào nó lại ra chữ dù gì là con dù gì là thế nào? Thế này á, quan huyện về, ngài mà soi vài chữ thì hỏng bé. Chết cha, mình đã rốt. Không lẽ thổ công nhà mình còn rốt hơn? Đồ ơi, thế sao bỗng dưng mặt mày nghẹt như ngống ỉa thế? Kìa, thầy đồ, trả lời đi chứ. Dạ bẩm cụ Lý, chả là thế này ạ. Con vẫn biết chữ này nó là chữ kê. Mà chữ kê thì tức là gà. Nhưng mà con dạy thế là để cho các trò hiểu đến tận tam đại của con gà kia. Tức là thế nào? Là thế này. Dù gì là con dù gì, mà dù gì lại là chị con công, mà con công lại là ông con gà. Cụ Lý với ông Phó đã tỏ chưa? Thôi thôi, bây giờ thế này nhá. Tôi không cần ông phải dạy cao siêu gì cho bọn trẻ. Chỉ cần dạy sách Tam Tự Kinh, cái nhân cái đức ở đời là được. Tưởng chuyện gì? Chuyện này thì con làm được. Cô Lý cứ tin ở con. Này, chúng tôi sẽ bất ngờ kiểm tra đấy. Thời gian là không còn nhiều nữa đâu. Vâng ạ. Tôi hứa là tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình. Giá như cụ đồ mà không gàn dở và không quá già thì nhờ cụ ấy. Chứ thế này thì lo lắm.